Hello các bác, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhá. Đấy, đây còn mấy con vàng X5 hàng công nghệ của USA đây các bác này, vàng của hãng HD đây anh em nhá. Đấy, con này thì cũng còn có mấy con nữa thôi các bác ạ. Nên anh em cũng làm video luôn cho tất cả các bác để bác nào chơi thì lấy cho nhanh nhá. Đấy thì hôm trước thì em có cũng làm video tất cả anh em cái dòng này nó rất là nhiều rồi, nhưng mà nó có nghĩa là một số con thì cái phần mềm của nó không vào được thì bắt buộc mình phải đi thay con chip các bác nhá. Đấy, bắt buộc mình phải thay con chip này thì nó chỉ là con chip của phần mềm thôi. Đó, chứ nó không phải là con chip để mà ảnh hưởng gì đến một cái bo mạch này cả, đúng không? Đấy, cái này thì nó chỉ là con chip của phần mềm thôi, một số con thì đang còn sót lại đây. Chứ những cái con mà nó ăn được phần mềm thì em lại đã bán hết rồi. Đấy, cái dòng này thì nó không ảnh hưởng gì đến miên mạch đang còn zin đét 100% hết các bác nhé. Đấy, đi thay con chip phần mềm này các bác này, nó không ảnh hưởng gì đến cái mức độ âm thanh và cũng không ảnh hưởng gì đến miên mạch hết đâu anh em nhé. Và cái con này thì em hai cũng nói với tất cả các bác luôn là đối với cái dòng sản phẩm này thì các bác chơi thì nó rất là bền bỉ. Đây là một trong những con vàng bền bỉ nhất hiện tại. Đấy, kể cả là những anh em mà bảo hành cho tất cả các bác này, những anh em thợ chuyên sửa tất cả các bác này, có nghĩa là các bác có vấn đề gì đấy thì người ta sẽ làm cho tất cả các bác ấy, là những anh em thợ rất là xịn. Vẫn nói với tất cả các bác đây là cái dòng vàng X5 nó sẽ bền nhất hiện tại luôn và trước đến giờ luôn. Đấy, cái hãng của HD đây anh em này, nó làm con vàng ra cái nguồn nó rất là tuyệt vời. Đấy, nó xử lý những cái bo nguồn nó không cần phải dùng đến quạt luôn. Đấy, nó hầu như nó không có nhiệt độ luôn các bác nhá, rất là ít luôn. Các bác hát, các bác sờ vào con vàng nó không hề nóng luôn anh em nhá. Và thứ hai nữa, con này thì nó cũng đặc biệt là như thế nào các bác nhỉ? Nó tiện lợi cho tất cả các bác rất là tốt này. Đấy, con này nó có cả chỉnh bát tép mic cho tất cả các bác này, bát trung tép này của mic này. Đó, ba đường đây này, có mic vào và mic đường sau này. Đấy, những con bác X5 kia thì không có mic đường sau đâu các bác nhé, không có chỉnh bát tép đâu. Đấy, có 6 cổng nhưng mà 2 cổng nó làm ở trong cái nút bấm này. Anh em dùng sub center thì anh em có thể ấn vào, dùng sâu down thì anh em mới ấn ra các bác nhé. Đó, được chưa anh em? Phần mềm X5 100%, ăn điều khiển X5 100%. Và con này thì mặt rất là đẹp luôn. Đó, các bác xem mặt rất là đẹp đây các bác này. Đó, được chưa? Và thì hôm nay cũng còn có ít con nữa thôi. Đấy, em làm video bán được hết để em lấy được cái vàng X5 mới. Thì bác nào có cái nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến với em hai nhá. Bây giờ chúng ta sẽ là test thử này. Đấy, test thử cho tất cả các bác nhá. Đây thì nó sẽ có 4 chế độ ở đây cho tất cả các bác này. Đấy, này. Mic đây nhá. Đấy, chế độ đầu tiên là chế độ M1 này. Đấy, M1 này. Đấy, M1 là eco và gì bật có khiển theo các bác nhá. Đấy, eco và gì bật các bác nghe thử này. Bờ Nam thì 6 7 2 3. Con thuyền không còn xa về, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. 5 5 5 5. Ok chưa? Đấy, M2 thì M2 này nó sẽ là cái chế độ gì bật. Ok cho anh em, M2 nó là gì bật anh em nhé. M2 là gì bật này. Bờ Nam 6 7 7 2 3. Con thuyền không còn xa bên, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em. Đấy, gì vợt thì nó sẽ rất là ok. Cái gì vợt này thì các bác nào hát tốt đấy, hát nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, M3 nó là echo này. M3 là echo đây nhé, M3. 5 5 6 7 7 4 5 2 6 7 4 5 5. Đó, khi anh em nhận vang về các bác nhé, thì nếu như mà cái mức độ mà đây to nhỏ nhạc thì đây nhá. Đây to nhỏ nhạc này. Đấy. Đấy, to nhỏ nhạc này. To nhỏ nhạc, to nhỏ mic này, to nhỏ vang vọng này. Đấy, khi anh em nhận nó vang về nhá, các bác có thể điều chỉnh cái volume mic nhà mình nhá. Đấy, volume mic nhà mình bao nhiêu các bác vặn ở đây nhá. Đấy, tùy thôi. Đấy, bát tép mà ví dụ như nó có hơi bị zip tí thì các bác có thể là chỉnh bớt cái tép này lại tí này. Đấy, để cho anh em. Đấy, mà nó hơi bị ồm anh em có thể chỉnh bớt cái bát này lại tí này. Là ok luôn, rất là dễ sử dụng luôn, như con vang cơ luôn các bác nhá. Đó, ok cho anh em. Thì con vang này thì cửa hàng bên em hai vẫn bán ở tất cả các bác cái mức giá là bao nhiêu ạ? Là 2,5 triệu. Em hai bao ship vào tất cả các bác nhá. Là đầy đủ dây rắc và bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng luôn. Có cả điều khiển nhá, 0972345183. Đây là số điện thoại và Zalo của cửa hàng bên em nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Và các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em hai một nút like nhá. Bye bye. Ok nhá, và bây giờ thì anh em nhà mình sẽ cùng nhau đi test cái con vàng X5 này các bác nhé. Em test nhiều đấy nhưng mà thôi thì test room này nữa chắc là cũng hết thôi. Bởi vì là con vàng này thì các bác đặt nó khá là nhiều. Thì đây là X5 công nghệ USA anh em nhé. Em mời tất cả các bác nghe thử nhá. Đây. Thank you.
ok anh em, tiếng rất là ok các bạn nhé. Chiều một mình trên phố năm xưa là bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua rơi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười vàng, ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng ban ngày sau. Cuộc tình ngọt ngào em đã cho anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Con ca đêm đông người, tình yêu dưới trăng thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đổ bồi đắm say. Tình mong trao tay đến tay dịu dàng nghe tiếng ngân ngây. Tình tại sao em về mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đến tàn toi tình yêu chúng ta, những lý do băng qua trời xin lặng nhìn lung linh. Thì gặp anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Ok, đây là cái tiếng của con X5 các bạn nhé, rất là hay. Năm lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng ban ngày sau. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Có xa đêm đông người, tình yêu dưới trăng thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đổ bồi đắm say. Cành hồng trao tay đến tay rộn ràng nghe tiếng ngân ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đến tàn toi tình yêu chúng ta, nhưng anh sao bắt qua trời xin lặng nhìn lung. Anh nói với em một điều, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Ê, 5 so với 2 3. Các bác đang nghe cái chế độ gì vừa các bác nhé, con này thì nó chống mũi rất là tốt này. Anh em ngồi gần loa anh em hát vẫn ok. 4 5 so với 2 3. Chiều một mình trên phố năm xưa là bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Ê, 5 5 5 5 5 sau đây 2 3. Bác nào có cái nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng M2 qua số điện thoại M2 để ở trên đầu bài các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhé. Xin chào ạ.